Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fox và Quân Bồi. Như các bạn cũng đã biết thì Fox với Quân Bồi hiện đang là huấn luyện viên của bộ môn múa cột tại Queen House và Be Fox Dance Studio. Đường link ở dưới caption, mọi người có thể cập nhật để tìm thêm lịch học của cả hai đứa nha mọi người. Ở video clip lần này thì chúng ta sẽ có những cái điều nhỏ nhỏ bí mật. Bây giờ chuẩn bị bật mí có liên quan đến bộ môn mà cả hai đứa cùng đang dạy. Đó là các bài tập về giãn cơ và thể lực để có thể hỗ trợ và giúp cho các bạn đang theo đuổi bộ môn múa cột, và cũng để cho mọi người hiểu đúng hơn về bộ môn này là một bộ môn nghệ thuật, một môn thể thao cải thiện sức khỏe. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng Quân và Pháp tập luyện nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài giãn cơ đầu tiên. Đối với bài tập này, chúng ta sẽ có được một đôi chân thon và săn chắc và cơ bụng khỏe. Để bắt đầu với bài tập này thì chúng ta sẽ ngồi và đặt hai tay ngang gối, giữ lưng thẳng, chuẩn bị nâng mỗi chân 10 lần và sau đó là hai chân cùng một lúc. Bắt đầu 1 2 3. Và chân phải 1 2 3. Hai chân cùng lúc 1 2 3. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập giãn cơ thứ hai. Đây là bài tập giúp cho chúng ta có một cơ lưng dẻo dai. Để chuẩn bị cho động tác này thì chúng ta nằm xuống, đặt hai tay vuông góc với mặt sàn, đẩy người lên, mở phần vai của mình ra và sau đó hạ xuống. Chúng ta thực hiện động tác này 10 lần. Rồi, đối với bài tập này chúng ta sẽ không cần phải làm gì nhiều, chỉ đơn giản là giữ từ 10 đến 20 giây để giúp cho chúng ta mở thêm phần lưng giữa và cơ vai của chúng ta. Và sau đó chúng ta hạ xuống. Quay về với bài tập đầu tiên. Lần thứ ba chúng ta làm khó hơn nha. Chúng ta sẽ nhích phần mông cơ thể chúng ta ra ngoài một chút xíu và thực hiện combo.
chúng ta chuẩn bị phần lớn hai. Và đối với bài tập này thì chúng ta sẽ làm khó hơn. Hai chân co lên, đặt sát vào cột. Với bài tập giãn cơ thứ ba, tập trung cho cơ đùi trong và mở khớp hông. Để chuẩn bị cho bài tập này, chúng ta mở chân chữ V, siết chặt cơ đùi, hạ người lần lượt mỗi bên 5 lần, giữ mỗi bên 10 giây và chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhé. Chúng ta chuẩn bị giữ 10 giây. Đổi bên. Chúng ta lặp lại một lần nữa. Giữ. Đổi bên. Và chúng ta lặp lại một lần nữa. Đổi bên. Mọi người ơi, chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập thể lực đầu tiên. Hãy cùng nhau đứng trước cây cột nào. Vòng tay trái về đằng sau, dùng tay trong để kẹp về cột. Hai tay nhớ làm gần nhau thôi nha. Đóng phần khuỷu tay lại. Đã sẵn sàng chưa ạ? Bắt đầu co gối, nâng gối về ngực 8 lần. 8 7. Lựa chọn dễ hơn, mọi người có thể chạm nhẹ ngón chân xuống. 4 3 2. Cái cuối cùng, đổi bên nào mọi người. Chuẩn bị 8 cái liên tục, mình đi. 8. Nâng gối cao hơn.
Bài tập thể lực tiếp theo của chúng ta sẽ tập trung vào cổ tay, bắp tay, vai sau, cơ bụng. Và thậm chí mình tập trung vào cơ đùi, bắt buộc phải siết cơ đùi luôn ha mọi người. Bắt đầu set up động tác, tay của chúng ta sẽ 45 độ, tay trên cao hơn. Rồi mọi người ơi, sự lựa chọn dễ là cùng với Fox, khuỷu tay co lại, đặt về vùng bụng của mình, tấn khuỷu tay vào trong. Sự lựa chọn khó hơn sẽ là quân bùi, mình sẽ thẳng tay ra luôn ha mọi người. Rồi, mỗi bên 5 lần, mình cùng nâng chân, 2, 3 lên, giữ siết đùi về. Tiếp tục. Duỗi dài mũi chân. Cái cuối cùng nào. Đổi bên. 5 cái. 5 4 3. Nâng chân cao khoảng khớp hông. 2. Thế cuối cùng mình sẽ lặp lại mỗi bên thêm 2 lần nữa nha mọi người. Cùng nhau đi. Mọi người ơi, để động tác của chúng ta trở nên thú vị hơn và không nhàm chán, mình thử xoay vòng vòng thử ha mọi người. Vẫn tiếp tục trở lại setup ở động tác đầu tiên. Tay dưới và tay trên, lựa chọn dễ hoặc lựa chọn khó. Lần này mình sẽ nâng một chân lên, duỗi mũi chân, bắt đầu xoay, nâng chân về giữ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trở về. Khó hơn một chút nào. Able, sử dụng khuỷu tay của mình. Chuẩn bị. Nâng chân. Đi. 10 9 8 Đổi bên. Chuẩn bị. Đi. Khuỷu tay. Cùng nhau đi. Nâng chân. Xoay. Bài tập thể lực cuối cùng cho ngày hôm nay dành riêng cho phần bắp tay và vai sau của mình. Mọi người set up giúp em hai tay của mình gần nhau. Phần khuỷu tay được tấn vào trong phần cột nha mọi người. Rồi, lựa chọn dễ làm cùng với Fox và lựa chọn khó sẽ là quân bùi. Nâng chân phải của mình lên. Rồi bây giờ mình cố gắng kéo cái ngực của mình cao lên. Nhớ siết bụng, siết chân. Giữ. Nhấp. 3 2 1 Trở về. Lặp lại thêm 2 lần nữa. Chuẩn bị. Tay cao hơn đầu. Khuỷu tay chào. Nâng chân. Siết mông đùi để lên. Giữ. Nhấp. 3 2 1 Trở về. Lần cuối cùng nào mọi người. Tay. Chuẩn bị. Lên. Đi. Xuống chậm. Và hôm nay chúng ta đã hoàn thành tất cả các bài tập rồi. Mọi người thấy bài tập của Fox và quân bùi như thế nào ạ? Nếu mọi người yêu thích video clip này, hãy đăng ký và subscribe trên kênh channel The Fox Dance Studio nha. Nếu các bạn muốn Fox và Quân thực hiện thêm, hướng dẫn thêm tất cả các bài tập nào, xin hãy để lại comment phía dưới và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Xin chào các bạn.